đây là phần canh sâm gà của Hàn Quốc. Vào trong đây không ạ? Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mẹ mình đi ăn một món lạ và khám phá phu tạp hóa Hàn Quốc tại Sydney. Bass House Garden nằm trong khuôn viên nhà máy của anh nội di sản lâu đời ở George Street, North Sheffield và mang đến trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tinh tế và độc đáo trên nền tường gạch mộc mạc và lối đi bộ trải sỏi lịch sử lâu đời. Bass House Garden nổi tiếng với món nướng bằng than và bánh tráng cuốn kiểu Hàn Quốc. Ngoài ra còn có các món ăn truyền thống và chính thống của Hàn Quốc. Kể từ khi mở cửa vào năm 2006, Bass House Garden đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng người Hàn Quốc địa phương và cộng đồng Sydney rộng lớn hơn. Là nêu cuốn nè, là buffet nè, người lớn 24 đồng nè. Mỗi cái bàn nó đều có cái bánh tráng luôn rồi. Quán này nằm một trong những tòa cũ gạch đỏ, trang trí từ ngoài vô trong rất đơn giản, giản dị. Có một diện tích rất rộng bên ngoài, thoải mái nếu bạn đi với một nhóm bự hay đại gia đình. Bên trong nội thất, toàn bộ bàn ghế gỗ màu nhạt cùng với mấy cái lồng đèn màu, kệ bên và những bức tranh màu nghệ thuật cho mình một phong cảnh sáng sủa và thoải mái. Diện tích bên trong lớn nên bàn ghế có khoảng cách rất tốt. Dù có đem xe em bé hay ngồi ăn cũng không lo sẽ va chạm bàn kế bên. Quán có món ăn chính là buffet gỏi cuốn nên sẽ ăn kèm theo rất là nhiều loại rau, hoa quả như cái tên của shop là khu vườn. Vì do trong lúc dịch nên khu lấy đồ ăn cũng sẽ bị dẹp qua một bên, nhân viên sẽ đem đến mọi thứ tới bàn cho mình. Một phần buffet ở đây là theo kiểu Korean Vietnamese nè, là sẽ kèm theo thịt, này là thịt bò, khóm, bơ, bún, này là thịt heo có mẹ, thịt heo luộc, chả, gần một mâm rau các loại luôn, đặc biệt nước chấm của nó nè. Dưa leo, trứng chiên, này là capsicum, onion, bắp cải, là tím nè, này là gì, ngò, sò phô mai, này là mushroom, cho một chút salad vô nè, có cà, này là củ dền. Có giá rồi, đặc biệt là có cái rau Việt Nam mình luôn, minso. Ok, qua đây thì nó sẽ có khóm nè, đây là thịt bò, bơ mà dính quá. Bún này là nguội. Wow, rồi bắt đầu mình cuốn. Mình sẽ chấm mắm này của nó nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
nước mắm của họ làm nó giống như cái nước mắm, cái vị nước mắm trong ốc của Việt Nam của mình vậy á, rất là ngon, có mùi tả, mùi gừng rất là đồng mà không cay. Cái này dùng một chắc không nữa. Nó kẹt thơm không? Wow, thì nó nhanh lắm. Bò thì nướng lật heo thì đấy một lần thôi, 4 phút ở đây còn 2 phút dưới bên kia. Canh xăm gà của Hàn Quốc. Thường bên Hàn Quốc vào mùa hè người ta sẽ hút canh này dẫn cho trải nghiệm. Very fresh, very white. Thứ gà con thơm quá. Để chấm cái này đi. Thường tương như là tương tương đen của Hàn Quốc. Thịt ở đây rất là mềm ngọt, tươi lắm, rất tươi, rất là ngon. Này chín quá. Nhìn cái miếng thịt bao rộng này ngon ra luôn. Chỗ này rất là sự. Tại cái dĩa của mình mà đeo một chút á là họ sẽ thay liền cho mình. Cái này có thể ăn không hoặc là chấm sauce của nó. Rau không mà mix sauce nó hơi chua chua, nhiều con vinegar trong đó. Hay là bún trộn kiểu Việt Nam. Vừa đang xong một bãi chiến trường. Đây, giờ mình sẽ đi Khmer, tập quán của Hàn Quốc. Sau khi ăn xong, nhà mình đi khám phá một tập quán của người Hàn Quốc nằm ở khu này, nằm trên một đoạn đường chính ở phía dưới cây cầu. Wow, dâu nè.
bao nhiêu trái? 8 trái. 7 trái. Ồ, cái này không có, 7 trái. Wow, dưa vàng nè, nhìn lạ các thầy. Wow, bằng cái mặt các thầy luôn. Kiwi, một loại kiwi, một loại là kiwi vàng. Cái dâu bự quá hả? Giờ đang vô mua cherry rồi nè. Nè các thầy mua cái đập gùi cho chôn nè. Đập đùi bằng bằng điện nè, bằng pin. Bằng pin. 21 đồng 88. Này bộ siêu tầm nước giới hạn của BTS luôn. Một ngày đi trải nghiệm một quán ăn mới và cùng khám phá một khu nghe rất quen nhưng ít có ai đặt chân đến khu này. Một khu có kiến trúc cổ còn giữ lại, không có đông đúc người như phía ở Stratfield, nhưng lại có một nét hay hay riêng của nó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và đừng quên ủng hộ channel bằng cách bấm nút theo dõi để có động lực tiếp tục tìm tòi những nơi văn hóa xưa và nay, những quán ăn nào ngon và khám phá nơi nào đẹp và lạ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại video mới nhất.